tùng đinh đinh tùng tùng đinh đinh. Đêm rằm tháng tám đôi đồ xinh xinh, em cầm đèn sau nên em bước ra đường như các chiến sĩ đang chiến tuyến xa chưa. Đúng 7 giờ tối em được đem tới phố, tay xách đèn lồng đeo kem với bố. Các bạn thiếu nhi thì đang xếp hàng trước một siêu thị để mua bánh kẹp vàng. Áo xanh áo đỏ trung tâm này trung thu, em thích học võ nên mặc đồ cung phu. Bắt gặp ông đệ với cái buồn bự, có lần sư rồng ai cũng thấy hứng thú. Tích ở phía trên là cái siêu nhân gao, tim dài ba gian như con mẹ thân nhau. Nào là chị Hằng cùng với chú Cội, không muốn về nhà và đây có nhiều thứ vui. Chiều xuống trong gian ta là chói chang như đêm có sao ở trên trời.